Rồi thì đã chia sẻ cho quý cộng đoàn những hình ảnh hôn chân Chúa tại nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình. Thời tiết hôm nay ở Thái Bình thì trời rất là mát mẻ, có rất là nhiều cơn, rất là mát mẻ, mọi người cũng mỗi lần dần dần đông lên. Buổi sáng hôm nay đang là lúc hơn 9 giờ sáng. Ra ngoài này gió rất là to. Tòa để hôn chân Chúa trong ngày hôm nay. Đây thì xe được ô tô, xe máy trở về đây rất là đông. Đây là hình ảnh cuối nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình, rất là đẹp luôn. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi trên kênh Công giáo Yêu Thương. Thì sẽ cố gắng cập nhật nhiều hình ảnh hơn nữa cho mọi người cùng xem trong những ngày lễ trọng đại mùa Phục Sinh năm 2022 này. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin Chúa chúc lành, phù hộ, ban mọi bình an cho tất cả quý vị và các bạn nhé. Mong mọi người hãy bấm nút đăng ký cũng như là chia sẻ video để kênh mỗi ngày phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.